Xin chào cô bác đã ghé thăm kênh Đại Lộc Review. Hôm nay mình đang đứng tại Phú Hải 2, đường số 3, Đại Hiệp. Mình sẽ giới thiệu cho các cô chú, các bác lô đất diện tích 10 x 32, đất ở hoàn toàn. Giá là 1 tỷ 670, có thương lượng. Lô đất đây các bạn. Đây, từ đây thì mình qua đến cái cổng này, cái cổng có sai rồi. Thì qua đến cây trụ điện hôm nay. Đây. Thì cái lô đất là mình sau xuống cái chiều sau là 32 m. 32 m thì mình đi đây. Để qua cho các bạn xem. Thì ở đây là toàn là mấy cái cây cái cỏ đổ mặt rài thôi. Ở xung quanh ở bên này là xót cái nhà họ đang ở đây các bạn. Đây, nhà đang ở đây. Cách cũng hơi leo đất nữa thì bên đi cũng có cái nhà đang ở. Cũng nhà mới xây. Đây có cái khế này. Khế này. Đó. Phía sau đây là có cái bờ tường. Bờ tường rào cao rồi. Đó, xuống đây là hết đất rồi này. Phía sau đất nhà mình là có nhà đang ở. Đó. Đây, đất là đã có khuôn viên mà xây trụ hết đây nè. Đó, phía trước nhà là phía trước bên kia đường đó là nhà ở liền kề với nhà hết rồi. Ở đây thì dân cư đông đúc. Đường của mình phía trước mặt đường là đường 3 m có lề. Đây, phía trước mặt đường đây. Mặt đường 3 m. Từ miếng đất mình đi xuống khoảng 30 m là đến trục chính. Từ trục chính mình đi ra chưa đến 100 m là sẽ đến đường chính Võ Chí Công. Cách địa phận thành phố Đà Nẵng hơn 1 km. Cách trường học mầm non cấp 1, cấp 2, chợ Đại Hiệp trong vòng bán kính khoảng 2 km. Cách thị trấn Ý Nghĩa khoảng 6 km. Khu dân cư đông đúc, tiện ích đầy đủ. Mình làm nhà mình ở hoặc là mình đầu tư thì rất là thích hợp. Xin báo giá là lần nữa là diện tích của mình là 10 x 32, đất ở hoàn toàn. Giá 1 tỷ 670, có thương lượng. Đất của mình là quay về hướng Tây. Lô đất của mình là hình chữ nhật, vuông vức. Xung quanh này nhà cửa đông đúc, chỉ còn có 2 cái lô đất. Lô của mình là 1 lô nữa còn sót lại. Phía chỗ này là đường chính Võ Chí Công.
vị trí lô đất của mình là ngay chấm đỏ. Đó, ngay chấm đỏ mình đi xuống khoảng 30 mét là tới đường đường chính Phú Hải 2. Đường chính Phú Hải 2 này mình đi ra quốc lộ khoảng dưới 100 mét thì đến đường Võ Chí Công. Rồi, Võ Chí Công lớn này. Từ vị trí lô đất của mình ra ngã ba Đại Hiệp khoảng 1 km. Ngã ba Đại Hiệp đây. Và từ lô đất thì đi ra đến ranh giới giữa Quảng Nam với Đà Nẵng là khoảng khoảng 1,5 cây. Đây. Đây là quốc lộ 14B. Quốc lộ 14B đây. Thì mình có thể đi ra ngã ba Đại Hiệp rồi mình theo quốc lộ 14B mình đây đi lên các tỉnh cao nguyên ví dụ như là Gia Lai, Kon Tum. Ở đây là vị trí dân cư đông đúc, cách điện máy xanh, cách chợ Đại Hiệp bán kính 1 km. Mình đi về khoảng về thị trấn Ái Nghĩa. Thị trấn Ái Nghĩa đây. Đây thị trấn Ái Nghĩa đây. Thì thị trấn Ái Nghĩa khoảng 6 km. Nói chung vị trí lô đất của mình là nằm ở vị trí thuận lợi, đi có hướng đều không quá xa. Kính chào các anh chị. Đây là thông tin của lô đất thử đất số 1276 tờ món đồ số 3, địa chỉ thôn Phú Hải, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, diện tích 316 m², sử dụng riêng, đất ở tại nông thôn. Lô đất mình mặt tiền 10 m, mặt hậu cũng 10 m luôn. Rồi hai bên là một bên là 31m4, một bên là 32m4. Đường bê tông 3m. Chung là lô đất vuông vức đẹp, pháp lý đầy đủ. Cảm ơn các anh chị đã xem. Nếu có nhu cầu quay clip bán đất chính chủ, xin hãy liên hệ số điện thoại 0906 46 9610. Xin cảm ơn.